Xin chào mọi người và nhất là các em trai tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm với tuổi Mậu Thìn, Nam Mạng, một trong những cái tuổi mà năm vừa qua, tức là năm 2018, với cái sao Thái Bạch và bị lục xung của địa chi, cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì phải nói rằng là như vậy, người mà tuổi Mậu Thìn Nam Mạng thì cũng giống như là các người tuổi Thìn khác, tức là người hướng ngoại nhiều, người rất là quảng giao, vui vẻ ha, nhưng mà do thiên can nắm chữ Mậu, cho người ta gọi là khá là trầm mặc và nhiều cái thăng trầm ở trong cuộc sống. Đôi khi những năm thuận lợi thì tiền vào rất là nhiều, tại vì người chủ Mậu là có tính mạo hiểm trong làm ăn, khi thừa thắng xông lên dữ lắm, nhưng mà khi mà gặp đại hạn thì cũng dễ mất trắng không còn gì, tại vì cũng giống như cái trò may rủi, mình làm lớn thì nó sẽ thu nhập hoặc lớn, mà làm nhỏ thì mình sẽ còn được cái tích lũy. Nhưng mà người Mậu Thìn thì ở trong cái giai đoạn này thì cũng là một trong những người tốt đẹp, cho nên là tương đối ngon lành. Thì đầu tiên hết đó thì mình sẽ phải xét cái thiên tính cũng như là cái vận hạn, sơ khởi cái vận hạn cả đời của người Mậu Thìn nó sẽ ra sao. Thì như đã nói là các chàng trai mà tuổi Mậu Thìn á, là sinh năm 1988, thường là những người rất là hoạt bát lanh lợi, đặc biệt là lém lỉnh thông minh, thường thì rất là biết cách nói chuyện, người ta gọi là lời, có nhiều người đàn ông mà tuổi Mậu Thìn thì lời nói là ngọt ngào hoa mỹ, nhưng đa phần thì chữ Mậu Thìn của các em thì do nói nhiều hoạt bát cho nên là thiếu cái nội tâm sâu sắc. Các chàng thì đường tiến thân thường gặp trở ngại do nắm thiên can của chữ Mậu, đặc biệt là người hướng ngoại thích bay nhảy hoa bướm nên thường bị đọa vào đào hoa cản trở sự nghiệp. Người này thì người của các em là có mệnh đào hoa, hoạt bát vui vẻ, cho nên thích hợp làm ở cái môi trường có nhiều cái phụ nữ, chứ mà làm nhiều ở đàn ông thì người ta ghét lắm, đúng không? Tại vì mình hoạt bát vui vẻ quá, được người khác chú ý nhiều thì người đàn ông người ta nói thằng này nói nhiều quá. Nhưng mà không phải, mình chỉ là một cái người muốn vui vẻ thôi, muốn hoạt bát, muốn hòa nhã với mọi người, muốn là một cái người là cái cầu nối của mọi thứ. Thực sự mà ở trong cái môi trường mà đám đông thì cái người Mậu Thìn, ở tuổi của người Mậu Thìn thì rất là nổi trội ha. Là người có mệnh là mệnh người Mậu Thìn là mệnh mộc, người mệnh mộc nạp âm của Thìn lại là thổ, cho nên là mạng là có thể là tuổi và mạng là tương khắc, cho nên là không có được nhiều cái sự xu thuận, không mấy là người có cái cuộc sống tốt đẹp. Thiên can chứ Mậu với Thìn thì cùng hành thổ, mà là bị mệnh của mình nó tương khắc, cho nên là gặp nhiều cái điều không có được may mắn ở trong cuộc sống. Còn phải nói là người này thì có được cái sự thăng trầm, tức là thành công cũng lớn nhưng mà khi thất bại thì cũng nhiều, như đã nói ở trên ha. Vốn là người rất là nhạy bén, đa tài, nhiều tài vật lắm, người mà Mậu Thìn là nhiều tài vật, cái gì làm cũng được. Tuy nhiên là do hướng ngoại, không có nội tâm, cho nên nó hơi bị khó khăn. Người ta nói là người Mậu Thìn là có ý chiến thủ, ít khi bằng lòng với cái hiện tại, số thì bị phù trầm chiếu mạng, cho nên là cuộc sống gặp rất nhiều rắc rối. Đặc biệt Mậu Thìn thì là người ta nói là sinh vào mùa đông và mùa xuân là cuộc sống gặp nhiều may mắn, danh lộc thăng tiến dễ dàng bền vững, nhưng ngược lại mình sanh vào mùa hè, mùa nắng ít nước thì là người cao số, dù giàu hay nghèo đi nữa thì cũng là cực thân,
đặc biệt là tình duyên rối rắm, người thì thậm chí là có đôi ba dòng con, Mậu Thìn là cái người vậy ha. Cho nên đó là phải cần cẩn thận với cái thiên can mang chữ Mậu, thì thường mà nếu mà sinh vào các cái tháng mà không thuận đó, là thường có cái thân cư mệnh hay có tham lam và phi liêm ở trong mệnh, cho nên là không tốt đẹp về đường tình duyên đó, cho nên là cẩn thận ha. Như vậy đó là cái sơ khởi, cái sơ lược một cái tử vi cả đời cũng như là cái thiên tính của các em Mậu Thìn. Thì vận vào với cái năm mà 2019 này đó, thì năm Kỷ Hợi này đối với tuổi của các em nó sẽ ra sao. Rồi xét về trụ mạng á, thì các em là mạng Đại Lâm Mộc gặp năm Bình Địa Mộc á, là tương hợp, là chủ tốt về một năm có ít sự thay đổi về sức khỏe. Mọi thứ mình không có bị sức khỏe bổn mạng gây khó khăn. Thứ hai nữa mà khi mà được mà cùng tương hợp như này á, thì các phúc tinh và tài tinh cũng sẽ được hưởng lợi, sẽ được phát huy tác dụng sáng lên nhiều, tốt đẹp cho cái công việc làm ăn cũng như là cái gia đạo của mình. Các em thì được may mắn ở năm Kỷ Hợi 2019 là sao Thái Dương chiếu mạng. Người ta nói sao Thái Dương chiếu mạng thì may mắn danh lộc rất là tốt. Người ta nói là được sao Thái Dương chiếu mạng nhiều may mắn trong công danh tài lộc, mưu sự thì dễ thành. Sao Thái Dương thì nó lại thuộc hành hỏa, nó hơi mạnh, nó hơi là coi như là nó tốt cho tuổi của các em là Thìn, là thổ, nhưng mà nó sẽ hơi mạnh cho đối với cái người mà mạng mộc, cho nên là sẽ không có đương nổi cái lợi quá lớn, cho nên là chỉ nên nắm bắt những cái mà gần gần ở trong tầm tay thôi. Chứ nếu không mà mình mơ mộng hão huyền quá, người Mậu Thìn thì có cái là có chí là mơ mộng dữ lắm và coi như là có gan làm giàu lắm, nhưng mà đừng có gan ha, làm vừa sức của mình thôi, có gan làm giàu ở trong cái năm mà sao Thái Dương chiếu mạng này cũng không có tốt đẹp đâu. Hạn của năm là hạn toán tập, tức là trở ngại va vấp. Gặp hạn toán tập thì không nên vẽ vời những cái chuyện quá cái tầm tay của mình, sẽ gặp chống đối hay trở ngại không thực hiện được. Ngoài ra cần đề phòng cái chuyện mà kẻ xấu đâm sau lưng ha, nhất là những người mà từ xưa giờ mình cộng tác là ban của mình hay quăng cho mình cục lửa. Vận niên đó là xà âm tỉnh, rắn bị nhốt. Cái vận niên này thì bất lợi cho cuộc sống của các em, có thể bị tai nạn hoặc là bị ở trong cái môi trường làm việc mà bị nhiều gò bó, không phát huy được cái khả năng của mình, không được như ý, chỉ muốn thay đổi nhưng chưa thực hiện được. Đây là vận niên khá xấu nên các em phải cố gắng chịu đựng mà đừng có quậy mà càng phải gặp nhiều cái bất chắc hơn. Mậu thiên can thì Mậu Kỷ là không xung không hợp, là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn tương đối ok. Thì Mậu Kỷ và nạp âm ngũ hành là cùng là một hành thổ hết, cho nên có thể nói là cái phần công việc cũng không có gì gặp rắc rối, khá là tốt đẹp. Địa chi Thìn gặp Hợi, về mặt tử vi đây là bình hòa, không có gì hết, cho nên báo hiệu một năm gia đạo cũng tốt đẹp, tình cảm cũng xung xuê. Thì nếu với cái người Mậu Thìn của các em thì tuổi này cũng có người thì đã có gia đình rồi, và cũng người có người thì không. Tuy nhiên là về nạp âm ngũ hành Thìn thì tuất, Thìn thì mộc thì thổ, mà Hợi là thì thủy, cho nên là bị xung tương xung nhau về mặt nạp âm ngũ hành của địa chi, cho nên là cần cẩn thận một chút về cái việc các anh chị em ở trong gia đình, chứ không phải là vợ con, cũng không phải là bạn gái mình. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay năm 2019 thì can kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, cho nên là trung vận là thiếu cung, thổ sẽ vượng. Đối với các em mà mạng mộc gặp năm thổ vượng thì khó có phần lợi ích, nên chỉ đương nổi những cái lợi nhỏ. Vận hạn hạn vận thì khá xấu, là hạn toán tập, công việc làm ăn khó khăn trở ngại, bản thân có thể bị đau ốm. Chỉ được có cái sao chiếu mạng khá tốt, sẽ có người giúp đỡ hay cơ hội mà tốt để vượt qua khó khăn. Đây xét về mặt địa chi là không có khô xung, không có hợp về mặt tử vi, nhưng mà tương xung về mặt nạp âm ngũ hành
cho nên cũng có chút khó khăn trong cái công việc hoặc là cái gia đạo của mình. Có thể nói đây là năm xấu tốt đang xen, cho nên là đừng có mưu sự chuyện lớn, vì mới vừa trải qua cái năm mà vừa rồi là năm 2018, và phía sau Thái Bạch nhiều và lục xung của địa chi đem đến nhiều cái điều mà rất là khó khăn, cho nên là năm nay mình mới dừng lại thôi thì đừng có làm chuyện lớn quá ha, sẽ gặp khó khăn và rơi vào cảnh mà mình không có kiểm soát được. Còn xét về mặt sự nghiệp và công danh thì về tứ trụ á, xét về tứ trụ thì với thiên lợi địa hung thì công việc làm ăn thiên lợi thì nó đã ảnh hưởng đến công việc, cho nên là công việc làm ăn khá là ok. Tuy nhiên gia đình và sức khỏe sẽ gặp nhiều bất lợi do gặp địa hung. Xét về tứ trụ, xin chuyển bắc hòa, đau ốm và bản thân cần cái phòng tai nạn ở trong những cái tháng như là tháng 9 âm lịch. Còn xét về mặt tử vi á, tiểu vận đi vào sinh địa có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải những việc chẳng lành do sao hạn xấu nó gây ra. Đại hạn 10 năm tức là từ năm 30-31 cho tới năm 40 tuổi. Công việc là làm ăn thì đáng lẽ cái giai đoạn này là bắt đầu đi vào ổn định, có nhiều cái đường hướng xác định đường đi của cuộc đời, nhưng mà lại là cái thời vận 10 năm đại hạn nó có cái nhiều biến cố xảy ra, có nhiều rất là không tốt cho cái công việc và gia đạo. Cho nên là tiểu hạn tuy là đi vào sinh địa nhưng chịu ảnh hưởng không tốt của đại hạn, nên cũng chỉ tiến lên từng bước thôi chứ cũng không có quá to lớn gì. Môi trường làm việc chưa mấy phù hợp với ý thích của các em. Người Mậu Thìn thì cứ muốn vươn ra biển lớn thôi chứ không có muốn gọi là an phận thủ thường như các cái người khác ha. Cho nên là cứ cảm thấy là chỗ này vẫn chưa được, muốn bung chải ra thêm lớn hơn, nhưng mà cái đó là một cái điều không có tốt ha. Tọa cung tiểu vận á, ở trong cung mệnh thì có cái quốc ấn, tướng quân, thiên thái dương, thiên khôi. Đây là những cái phúc tinh và quyền tinh hội tụ ở trong cái tọa cung tiểu vận, rất có lợi cho cái người mà tuổi Mậu Thìn về công danh tài lộc. Cho nên là công ăn việc làm vừa sinh tài lộc mà vừa có cái uy tín cũng được tăng trưởng. Bên cạnh đó thì cũng có thiên không cùng tọa ở trong tọa cung tiểu vận. Cùng ở trong tọa cung tiểu vận này thì đôi lúc cũng có sa vào bế tắc, tài lộc sa sút hay là bị gặp khó khăn ở trong công việc, nhất là những cái tháng xung. Cung lưu hạn thì có nhiều phúc tinh như hóa khoa nè, phượng cát, giải thần, độc cung. Thì đây là những cái phúc tinh, thí dụ như hóa khoa là chuyên gia hóa giải, hóa khoa với giải thần là hai cái phúc tinh mà chuyên gia hóa giải các sao hạn xấu ở trong cái bổn mạng của hoặc là cái tử vi của năm. Tuy nhiên thì bệnh phù phi liêm và bệnh phù cũng ở lưu ở hạn, cho nên là sẽ rất là dễ bị đau ốm tai nạn, nhưng không là vào cái nguy hiểm quá đáng. Thì dù sao đi nữa thì mình cũng có phúc, các em cũng có phúc tinh là hóa khoa và giải thần ở trong lưu hạn, thì nó cũng phần nào hóa giải những cái ông kia đi ha. Còn cung tài bạch đó, thì với thiên mã ngộ lập thì tiền bạc dễ kiếm, cuộc sống có phần tăng trưởng. Như vậy thì rõ ràng là đối với cái tử vi ở đẳng năm thì mình thấy rằng nó không được tốt đẹp lắm, xấu tốt đang xen, nhưng mà nãy giờ vào cái sao hạn, đó sao tính hạn của cái tử vi năm 2019 đối với tuổi Mậu Thìn năm mạng thì lại có cái nhiều cái tử vi ok, những cái phúc tinh và tài tinh rất là tốt đẹp ha. Như vậy nhìn chung các mặt sao hạn đến tử vi năm nay thì có nhiều cái tốt mà cũng có nhiều cái xấu. Nhất là nhưng mà đây là năm mà có cái vận niên khó khăn, mọi việc từ danh lộc đến gia đình thì cần phải cẩn thận giữ gìn. Công danh tài lộc thì có phần tăng trưởng nhờ các phúc tinh và tài tinh bên trong cung mệnh. Tuy nhiên vận niên bất lợi, cố gắng giữ gìn để khỏi lâm vào cảnh nan giải, phải ở yên một chỗ.
Năm nay là năm gọi là tốt xấu đang xen, cần lưu tâm giữ tánh của mình, tránh mà coi như là thêm thù mà bớt bạn. Đây rõ ràng là một năm nhìn chung ở bên ngoài, nhìn chung nếu như không đo sao tính hạn thì rõ ràng là không tốt đẹp đối với tuổi của các em. Tuy nhiên là bên trong có rất là nhiều phúc tinh và tài tinh, đặc biệt là hai ông giải thần và hóa khoa. Hai ông này thì giống như là các em có bên ngoài là xấu đi, các em có gặp cái chuyện xấu đi nữa thì có giải thần và hóa khoa thì sẽ chắc chắn có người giúp đỡ của mình, có người chỉ dẫn mình vượt qua cái khó khăn. Cho nên là tốt đẹp, hậu thình là thôi kỳ, vạn sự khởi đầu nan, là ở trong nó suôn sẻ cũng được, chứ để từ từ tự nhiên ở ngoài đầu suôn sẻ ngon lành tao vui giữa nó gãy cái lập cái là chết ngắt ha. Dù gì đi nữa thì vẫn có tín hiệu tốt đẹp. Còn xét về phần tình cảm và gia đạo thì rõ ràng là cái các em như đã nói là người hướng ngoại, thích bù khú bạn bè, thích nói nhiều khi nói quá đáng. Người mậu thìn nam mạng nhiều khi coi bạn quý hơn coi vợ ha, cho nên là phải cần quan tâm nhiều hơn đến vợ con. Tử vi có thiên hỷ là hỷ thần, hồng loan, đào hoa, đây là những cái phúc tinh rất tốt đẹp cho cái việc tình cảm gia đạo vợ chồng con cái. Cung tử tức thì có thiên khôi, thiên việt, thiếu dương, thiếu âm. Nếu như các em mà đã có gia đình, năm nay mà vợ có thai có con thì năm nay ok, rất là tốt đẹp, hoặc là con cái đang là những cái niềm vui chính của các em. Quan hệ bạn bè thì rõ ràng là năm nay với nhiều cái sao hạn tốt ở trong cái mối cái việc tình cảm, cái cung xung chiếu, cho nên là việc bạn bè cũng có không đến nỗi nào. Năm nay cũng vui vẻ, mọi chuyện không có việc gì quá đáng. Còn đặc biệt mà với các em mà độc thân á, thì năm nay rõ ràng là hồng loan nè, thiên hỷ nè, hỷ thần ha, đào hoa đều nhập vào cái cung mệnh hộ chiếu hết, cho nên là rất dễ sinh tình cảm tốt đẹp. Cho nên nếu như mà có em nào muốn theo về nấu cơm thì thôi rước luôn cũng được ha, với nhiều cái việc như vậy. Còn mà tổng thể các em á, sinh năm tám mậu thìn á, nam mạng á, thì với thiên mã bị tuần án ngữ, cho nên là đi xa cần cẩn thận, sẽ gặp bất trắc. Không phải là bất trắc về tai nạn, có thể là bất trắc về công việc ở xa mình làm ăn, nó sẽ có chút rắc rối hoặc là cái gì đó nó không tốt đẹp. Rồi tiếp đến đó là phần sức khỏe và bổn mạng. Với cái bổn mạng của mộc gặp năm mộc thì là tốt đẹp, ít bị đau ốm lặt vặt, nhưng vận niên thì là khá xấu, gặp địa chi là hung niên, nên cẩn thận đề phòng bệnh nạn, đặc biệt là tai nạn phạm thân. Tử vi có thiên mã ngộ đà la, nếu đi xa nên cẩn trọng, sẽ bị tai nạn rủi ro khó lường. Tuy nhiên nhờ cung mệnh có long đức án ngữ và đặc biệt là tử vi thì đây là hai cái phúc tinh, nên có thể nó tạo cho cái sự hóa giải bớt cái phần nào cái sự khó khăn nếu mà gặp phải chuyện đi xa. Đặc biệt là nếu như với nó thì không có nó ở đằng sau thì mình sợ rằng là mình gặp cái chuyện bất trắc, có thể là nguy hiểm đến bổn mạng. Nhưng mà có long đức và tử vi ở trong cung mệnh thì sẽ không có việc mà mình nguy hiểm đâu ha, tới bạn bổn mạng đâu, cho nên là đừng có lo lắm quá nhiều ha. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi mậu thìn của các em. Thì bây giờ anh sẽ ứng vào cái vận hạn của 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao đối với tuổi của các em. Tại vì 6 tháng đầu năm của các em thì có cái tháng mậu thìn, tháng mậu thìn luôn. Trong 6 tháng đầu năm này thì có cái tháng mậu thìn luôn, người ta nói 60 tháng nó mới gặp lại một lần. Và nếu mà 60 tháng nó gặp lại một lần sẽ đem rất là nhiều cái điều không tốt đẹp ở trong cái tháng mậu thìn đó. Cho nên là các em cần cẩn thận. Thì đầu tiên hết đó thì là tháng giêng, tháng bính dần. Tháng bính dần thì thuộc hỏa, như vậy bản mệnh là mộc sinh hỏa, thì bản mệnh của các em sinh xuất tháng sức khỏe yếu, cẩn trọng cái việc của mình, bổn mạng của mình. Tuy nhiên là người mậu thìn như đã nói, các em là không quá khó khăn về bổn mạng ở năm nay, do là mộc đồng hàng của cả năm,
Nhưng mà bị sinh xuất này á, thì là cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ yếu đi, nó không phát huy tác dụng, và để đột phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành, nó sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho công việc làm ăn. Thiên can á, chữ bính với chữ mậu á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên nó công việc mọi thứ về các mối quan hệ làm ăn thì không có vấn đề. Địa chi dần thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy với tháng giêng thì anh cảm nhận thấy rằng là người mậu thìn của các em đã trải qua nó êm đẹp ha, không có việc gì quá lớn lao ở trong công việc cũng như gia đạo, chỉ có thì có đi nữa thì cũng hơi đau đầu nhức óc chút xíu thì bổn mạng bị sinh xuất không đến nỗi nào. Tiếp tục là tháng 2, tháng đinh mão, tháng đinh mão là bây giờ đã trải qua, hôm nay là 24 tháng 2 rồi, thì cũng giống như là tháng giêng thì bản mệnh của các em là bị sinh xuất mộc sinh hỏa, thì cũng giống như trên cho nên bổn mạng cũng không được tốt lành lắm. Thiên can đinh mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng 2 như vậy là công việc cũng tiếp tục tốt đẹp, không có việc gì xảy ra, đặc biệt là đinh thuộc hỏa, mậu thuộc thổ, cho nên là sinh xuất sinh nhập, cho nên là thậm chí là còn có tiền tài. Tuy nhiên là phần địa chi thìn với mão thì thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là nếu như gia đạo hoặc là các em có bạn gái thì dễ bị hiểu lầm, dễ bị có những điều không tốt đẹp, không vui vẻ về gia đạo ha. Tiếp tục là tháng 3, tháng này tháng 3 là một tuần nữa đã đến rồi. Tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Mậu Thìn, cho nên là nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp ở trong cái tháng này đối với tuổi Mậu Thìn của các em, dù nam hay nữ. Như đã nói thì 60 tháng nó mới sẽ lặp lại một lần, cho nên là đây là cái khoảng thời gian mà nó có cái trong cái tháng này nó có nhiều xung khắc. Gặp đây là cái năm mà cái vận niên không tốt nữa, cho nên là các em thì anh sẽ cẩn thận tháng 2, tháng 3 về chuyện gây gỗ với gia đạo. Tháng 3 có thể nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phần công việc đâu, nhưng mà rối rắm gia đạo sẽ đem đến cái chuyện buồn phiền cho các em, và nếu là các em thì anh sẽ không nên đi xa trong tháng này ha. Tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng mộc cũng giống như tháng 3. Như vậy mệnh thì mộc đồng hàng, sức khỏe bổn mạng tốt, thậm chí là còn người ta còn gọi là tương hợp, mộc gặp mộc là tương hợp, cho nên là phúc tinh tài tinh được hưởng lợi. Thiên can mậu kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, thì tiếp tục là một tháng công việc tốt đẹp, không có việc gì xảy ra, thậm chí là mậu kỷ là cùng hạng thổ nữa, cho nên là việc công việc làm ăn sẽ dễ sinh tài lộc. Địa chi thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau, cho nên tiếp tục là một tháng tốt đẹp về công việc, tốt đẹp về gia đạo ha, bổn mạng cũng tốt đẹp, tháng tư khá êm đẹp. Tiếp đến là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, một tháng thổ. Như vậy mệnh sẽ là mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc khắc tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. Khi mà bản mệnh mà tương khắc tháng thì các phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ bị yếu ha. Thì cái gì với hai cái mà đối chọi nhau là phải có một cái thằng ảnh hưởng không tốt đẹp rồi. Bản thân mình mộc và khắc thổ cũng không ngon lành gì đâu. Thiên can canh mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là tiếp tục là một tháng tốt về công việc, không có việc gì xảy ra. Địa chi ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, tiếp tục là một tháng tốt đẹp về cả gia đạo công việc, nhưng mà bổn mạng thì phải cần để ý. Với cái bổn mạng mà tương khắc tháng này thì cũng rất dễ xảy ra tai nạn, nên nhớ rằng là năm nay là can mậu thuộc âm ngũ hành rất hợp thổ, và hai tháng tháng 5 tháng 6 là hai tháng vượng thổ nhất, cho nên là mộc của mình chưa chắc khắc nổi thổ vượng của năm nay, cho nên là bổn mạng của mình có chút nguy nan cần để ý. Tiếp đến là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, một tháng thổ. Như vậy cũng giống tháng 5, bản mệnh của các em sẽ bị là mộc khắc thổ ha, bổn mạng tương khắc tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng, đặc biệt là dễ gặp tai nạn. Thiên can Tân Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tốt đẹp cho công việc. Tân thì thuộc kim, mậu thì thuộc thổ, cho nên vẫn hợp, vẫn thuộc dòng tương sinh, mậu thổ sinh kim, cho nên là có tài lộc. Địa chi là thìn tuất sửu mùi, thìn mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau,
Tuy nhiên là người ta nói là Thìn Tuất Sửu Mùi nằm trong tứ tứ hành xung. Tuy nhiên là nó ở xa nhau, và cái tứ hành xung này là chỉ có Thìn gặp Tuất là sợ, hoặc là Mùi gặp Sửu, Sửu gặp Mùi thì sợ, chứ còn mà Thìn với Mùi thì nó không quá xung khắc nhau vì nó cùng nằm hành thổ. Cho nên là có thể nói là tháng 6 tiếp tục cũng giống tháng 5, thiên can và địa chi là tốt đẹp. Cho nên là công việc mọi thứ vẫn ok, thậm chí là gia đạo của các em với cái tứ hành xung này có xung khắc hay là có gì đi nữa thì nó cũng nhẹ nhàng. Như vậy rằng là 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 báo hiệu khá nhiều tích cực, chỉ cần phải để ý cái tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn, tháng tuổi của các em mà thôi. Rất vui vì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các em. Mậu Thìn, Nam Mạng báo hiệu có cũng khá cái nhiều điều tích cực bên cạnh những cái điều khó khăn. Tuy nhiên là với người Mậu Thìn thì là hướng ngoại nhiều, thích giúp đỡ người khác ha, gọi là người ta gọi là sống hơi bị hiệp sĩ một tí xíu thì sẽ tốt đẹp thôi, không có việc gì xảy ra đâu. Nếu như mà các em xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Thìn biết và ứng dụng vào năm Kỷ Hợi 2019 một cách tốt đẹp. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy các tuổi khác mà mình chia sẻ. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.